Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong thời khắc Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm gặp nguy hiểm, rất may Thánh Nguyệt và Thải Nhi đã kịp thời tới ứng cứu. Thế nhưng điều này đã chọc giận ma thần, chính vì thế bọn chúng đã liên thủ và đánh ra một kích chí mạng về phía Long Hạo Thần và Thải Nhi. Cú đánh này đem theo sức mạnh và tốc độ kinh người, ngay cả Thánh Nguyệt có muốn cứu cũng không kịp. Chính trong thời khắc thập tử nhất sinh này, Hạo Nguyệt đã hoàn toàn bùng nổ khi thế bá đạo cùng sát phạt trên người nó tỏa ra dễ dàng hóa giải một đòn kia. Đồng thời, cả người nó biến lớn, sáu cặp mắt thực sự phẫn nộ, đem theo chiến ý và ánh mắt như quân lâm thiên hạ nhìn xuống hai tên ma thần như bậc quân vương nhìn một con kiến hôi, tất cả mọi người vô cùng thất kinh. Giờ đây, đối diện với Hạo Nguyệt tam đầu, đến ma thần cũng phải sợ hãi quỳ xuống mà run rẩy, trong miệng bọn chúng không ngừng lẩm bẩm, chẳng lẽ là Austin Griffin? Và nhờ có Hạo Nguyệt trấn nhiếp mấy tên kia, tất cả mọi người đã thành công chạy thoát. Thời gian trôi qua, khi đã trở về khu ma quan, không khí càng trở nên căng thẳng. Thánh Linh Tâm đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, mà lúc này Long Hạo Thần đem ra hai tấm thẻ bài, chính là bí pháp của Di Hoa Tiếp Mộc Thánh Linh Tâm truyền lại cho hắn. Nhìn thấy thứ này, Lam Nghiêm Vũ không khỏi phẫn nộ, đây rõ ràng là bí pháp cao cấp của gia tộc chúng ta, tại sao lại có thể truyền cho một người ngoài? Nghe một lời này, Thải Nhi vô cùng tức giận, nàng lập tức cầm lấy hai tấm thẻ bài trên tay Long Hạo Thần, ném về phía Lam Nghiêm Vũ gằn giọng nói: "Đi mà bảo vệ cái gia đình thiêng liêng của bà, thứ này chúng tôi không cần." Lam Nghiêm Vũ lúc này quả thật bị nữ nhi của mình chọc cho phát điên, nàng gào lên: "Thánh Thải Nhi, người đang nằm trên giường chính là phụ thân của ngươi, tại sao ngươi có thể đối xử với chúng ta như thế?" Đối diện với lời chất vấn đến từ Lam Nghiêm Vũ, Thải Nhi chỉ lạnh giọng đáp: "Ta không có cha mẹ, ta là một cô nhi." Nói rồi nàng cũng quay người cùng Hạo Thần trở về doanh trại. Lúc này khi trong phòng chỉ còn có Thánh Nguyệt và Lam Nghiêm Vũ, ông nghiêm giọng lên tiếng, nói: "Đến tụ cùng có chuyện gì?" Lam Nghiêm Vũ cúi đầu, lo lắng nhìn chồng nằm trên giường. "Hôm nay con nhìn thấy Long Hạo Thần và Thải Nhi trên một cái giường. Sau khi Linh Tâm biết, quyết định thử nghiệm năng lực Long Hạo Thần, còn có cho hắn một ít giáo huấn để hắn đừng..." Thánh Nguyệt vốn tính tình không tốt, nghe bà giải thích thì nổi giận đùng đùng. "Óc các ngươi để trang trí sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết lần này Thải Nhi tham gia thi đấu tuyển Sama đoàn là đích thân lão phu giám khảo? Nếu không có lão phu đồng ý, Long Hạo Thần có thể cùng Thải Nhi ở cùng một chỗ ư? May mắn thằng bé Hạo Thần hiểu chuyện, nếu không hai đại thánh điện đã nổi lên tranh chấp." Trên đường về có thể thấy tâm trạng Thải Nhi vô cùng bất ổn, nàng tựa vào vai hắn, không còn kích động như lúc nãy nữa mà run run lên tiếng: "Hạo Thần, ta kể cho huynh nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một cô bé, vào năm 3 tuổi, nàng bị cha xét ra nội linh lực bẩm sinh thức tỉnh vượt quá 93%, trở thành thể chất luân hồi thánh nữ." Nghe câu này, Long Hạo Thần chợt kinh hãi, nhưng hắn không cắt ngang, chờ nghe Thải Nhi nói tiếp. Cũng chính từ giây phút đó, ác mộng của cô bé bắt đầu, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Thải Nhi lộ ra bi thương. Đứa trẻ 3 tuổi hẳn là còn ở dưới sự che chở của cha mẹ vô tư chơi đùa, nhưng nàng không giống bạn cùng lứa. 3 tuổi, cô bé lại bị ông cố đưa vào một cái huyệt âm lạnh hắc ám. Không người thân, thậm chí không thực vật, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, cùng nàng làm bạn chỉ có một thanh kiếm đen bay trên không trung. Cô bé đó đã khóc, đã gào, đã kêu phụ mẫu, nhưng mãi đến giọng cô bé khản đi, mãi đến khi nước mắt chảy cạn, không ai đáp lại. Nói đến đây, Thải Nhi khóc không thành tiếng. Long Hạo Thần không ngờ nàng trải qua chuyện như vậy, đối với một đứa bé mới 3 tuổi thì đây là thống khổ và bi tâm cỡ nào. Khó trách hiện tại Thải Nhi lạnh lùng như băng. Thì ra hết thảy đều tại lúc đó, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy lòng mình rất đau, hắn dùng sức ôm chặt Thải Nhi vào lòng. Mấy ngày sau đó, tình hình chiến sự vô cùng yên bình, đây có lẽ là sự tĩnh lặng trước cơn giông. Đám Sama đoàn số 1 trong thời gian này vẫn luôn chăm chỉ tu luyện. Bọn họ biết, nếu không cố gắng nâng cao thực lực bản thân sẽ bị thụt lùi lại, ngay cả bản thân còn không bảo vệ được thì còn có thể bảo vệ cho ai nữa đây. Cũng trong lúc này, tại quân doanh của Tổng Chỉ huy, vì Thánh Linh Tâm vẫn đang hôn mê, nên Thánh Nguyệt đã tạm thời tiếp quản nơi này. Sau vài ngày yên ắng, suốt cuộc hiện tại một binh sĩ đã tới báo tin, tất cả đội vận lương đã hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ. Lần này có vẻ như ba tộc đã để tam đại ma thần ra tay. Đến đây thì cũng hết tập 62 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.